Xin chào, ánh sáng là một dạng bức xạ điện từ mà mắt có thể nhìn thấy được. Nó bao gồm nhiều dải màu, với mỗi màu có một bước sóng và tần số khác nhau. Ánh sáng cực kỳ quan trọng đối với sự sống trên trái đất. Đối với thực vật, ánh sáng là nguồn năng lượng chính cho quá trình quang hợp, chuyển đổi thành năng lượng hóa học ở dạng gluco. Ánh sáng còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhịp sinh học của các sinh vật sống, bao gồm cả con người. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào ban ngày giúp điều chỉnh chu kỳ, đánh thức giấc ngủ của cơ thể. Có 3 loại nguồn sáng. 1. Nguồn sáng tự nhiên là nguồn sáng quan trọng nhất, nắm giữ mọi hoạt động và sự tồn tại của con người, động vật, thực vật và các sinh vật trên trái đất. 2. Nguồn sáng nhân tạo là nguồn sáng được tạo ra bởi con người. Nguồn sáng này được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau nhằm phục vụ những lợi ích cho đời sống của con người. 3. Nguồn sáng sinh học là sự tạo và phát xạ ánh sáng bởi một sinh vật sống. Đây là một dạng ánh sáng hóa học, phát quang sinh học xảy ra rộng rãi ở động vật có xương sống và động vật không xương sống. Và video này, mình cùng tìm hiểu qua về ánh sáng cho một hồ thủy sinh các bạn nhé. Những năm trước đây, người chơi thủy sinh Việt Nam chỉ có thể lựa chọn những dòng bóng đèn dân dụng T8, T5 và T5HO để sử dụng cho hồ thủy sinh của mình. Thì giờ đây ánh sáng của đèn LED đã trở nên phổ biến, người chơi thủy sinh đã có nhiều lựa chọn cho mình, cả về màu sắc, kiểu dáng và cường độ ánh sáng cũng mạnh mẽ hơn. Cách tính lượng ánh sáng truyền thống là theo watt trên 1 lít nước hồ, nhưng đây là dành cho loại bóng đèn huỳnh quang. Về cơ bản lượng ánh sáng vừa đủ để cho hầu hết các cây thủy sinh là 0,5 watt trên 1 lít. Và tất nhiên càng nhiều đèn thì cây sẽ phát triển nhanh và lên màu tốt hơn. Nhưng ánh sáng mạnh thì đồng nghĩa cũng cần phải tối ưu lượng dinh dưỡng cũng như lượng CO2 trong hồ, và đồng thời cần vệ sinh hồ thường xuyên để hạn chế rêu hại khi tăng cường ánh sáng. Đối với ánh sáng của đèn LED thì chúng ta không thể áp dụng watt trên lít được, mà phải áp dụng lumen trên lít. Nhưng độ chính xác cũng chỉ là tương đối, thông thường thì cứ 20 lumen trên 1 lít nước sẽ tương đương với 0,5 watt trên 1 lít nước đối với đèn huỳnh quang. Để biết đèn LED mình dùng có tổng cộng bao nhiêu lumen thì các bạn nên xem thông tin trên báng đèn từ nhà sản xuất. Tuy nhiên khi dùng cách tính lumen hay watt trên lít thì vẫn còn nhiều thiếu sót, vì nó còn phụ thuộc hồ bạn có độ sâu là bao nhiêu cm, hoặc bạn treo đèn cao so với mặt nước thì sẽ khác khi bạn gác đèn sát mặt hồ. Chưa kể đến vấn đề là phản quang của đèn kém hoặc bóng bị đen đầu sau thời gian dài sử dụng. Như vậy với hai cách tính trên thì vẫn còn khá nhiều thiếu sót, chủ yếu người chơi dựa vào kinh nghiệm của mình để tăng ánh sáng vào khi nào. Và giảm ánh sáng vào khi nào. Nhưng có một cách tính lượng ánh sáng chính xác nhất, đó là cách tính theo VA, tạm dịch là bức xạ ánh sáng quang hợp. Hầu hết các loại đèn LED trên thị trường hiện nay đều sáng hơn mức mà hồ thủy sinh của bạn có thể hấp thụ. Bạn có thể sử dụng thiết bị đo VA để biết rõ thông số ánh sáng mà hồ thủy sinh nhà bạn cần. Dụng cụ này dùng rất dễ và đơn giản, chỉ cần bật máy, cho đầu đo xuống đáy nền rồi đọc chỉ số trên đồng hồ đo. Nhưng những dụng cụ đo chỉ số VA khá là đắt tiền, không phải người chơi nào cũng đủ điều kiện để sở hữu. Cũng may là có một cách đo miễn phí, dễ dàng và độ chính xác cũng tạm chấp nhận được là truy cập vào trang web. Nếu các bạn muốn đo chỉ số hồ nhà mình thì có thể nhấn vào đường link mình để ở phần mô tả các bạn nhé. Từ 15 đến 30 bạc thì hồ bạn thuộc loại ánh sáng yếu, đa số rêu, giấy, dương xỉ sẽ phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng này. Từ 35 đến 53, hồ bạn có ánh sáng vừa, đa số cây thủy sinh sống tốt với lượng ánh sáng này, kể cả những cây chạy thảm như trần châu Cuba, trần châu Nhật, như màu chiên. Từ 55 đến 75 pa và trên 100 pa, hồ bạn được coi là ánh sáng cao và cực cao, đa số cây thủy sinh sống tốt và phát triển nhanh trong điều kiện này. Cung cấp khí CO2 và dinh dưỡng dồi dào là điều kiện sống còn trong những hồ này. Tiếp theo, đèn phun quang phổ là gì? Phun quang phổ là ánh sáng giống ánh sáng mặt trời. Nó bao gồm 7 dãy màu cơ bản như đỏ, cam, vàng, lục lam, chàm và tím. Thông thường, các bạn chỉ cần quan tâm đến bức xạ nhiệt từ 400 đến 500 và từ 600 đến 700 là phù hợp với đa số các cây thủy sinh. Tiếp theo, nhiệt độ màu là gì? Nhiệt độ màu được chia thành nhiều nấc thang để đo lường, có đơn vị tính là Kelvin. Nhiệt độ màu càng cao thì ánh sáng sẽ ngả sang màu lạnh, và nhiệt độ màu càng thấp thì ánh sáng sẽ ngả sang màu nóng. Thông thường theo kinh nghiệm của người chơi lâu năm, với một combo với bóng T5 tốt nhất có thể là
một bóng vàng 2.700 Kelvin, một bóng trắng 6.500 Kelvin, một bóng hồng và một bóng 10.000 Kelvin. Hoặc hai bóng 6.500 Kelvin, một bóng 2.700 Kelvin và một bóng hồng. Tuy nhiên nếu hộ nhà bạn chủ yếu chơi rêu, giấy, dương xỉ thì chỉ cần quan tâm đến bóng có ánh sáng 10.000 Kelvin là được. Như vậy với bóng huỳnh quang, ví dụ như bóng T5 có ánh sáng ổn định, nếu biết cách mix nhiều bóng với nhau sẽ cho ra ánh sáng rất thật. Tuy nhiên điểm hạn chế của loại bóng này là không thể mix nhiều bước sóng màu vào một máng như LED được. Còn với bóng LED ưu điểm là có thể mix nhiều màu vào một máng theo sở thích nhưng giá thành cao. Như vậy vừa rồi mình cũng đã hiểu qua về ánh sáng cơ bản cho một hồ thủy sinh, tùy vào sở thích cũng như điều kiện của người chơi mà lựa chọn sao cho hợp lý. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích thì hãy gửi cho mình một like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực phát triển kênh hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.